Cứu hộ tàu vận tải 28.000 tấn mắc cạn ở vùng biển cửa Việt Quảng Trị. Ngày 22 tháng 10, Cảng vụ hàng hải tỉnh Quảng Trị cho biết, các lực lượng chức năng đang triển khai đồng bộ nhiều biện pháp để cứu hộ tàu vận tải 28.000 tấn bị mắc cạn tại vùng biển Nam cửa Việt tỉnh Quảng Trị. Theo đó, các lực lượng cứu hộ đã huy động 4 tàu gồm 2 tàu kéo có công suất 5.600 HP và 2 tàu thực hiện ứng phó sự cố tràn dầu với hơn 40 người tham gia cứu hộ. Đến sáng 22 tháng 10, lực lượng cứu hộ đã kéo được mũi chiếc tàu bị mắc cạn ra phía ngoài. Dự kiến nếu thời tiết thuận lợi, việc cứu hộ con tàu sẽ diễn ra trong khoảng 3 ngày. Thông tin từ Cảng vụ Hàng hải tỉnh Quảng Trị sẵn sàng ứng phó nếu xảy ra sự cố tràn dầu. Trung tâm ứng phó sự cố tràn dầu khu vực miền Trung thuộc Tổng công ty Sông Thu Bộ Quốc phòng bố trí hai tàu với các thiết bị phao quay để xử lý kịp thời. Trước đó, tàu vận tải nước ngoài Glory Future neo đậu ở phao số 0 ở cảng biển cửa Việt chờ nhập khẩu hàng xuất khẩu. Đến ngày 17 tháng 10, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị mưa lớn, biển động sóng to, gió lớn khiến tàu bị đẩy khỏi khu vực neo trôi về phía bờ kè Nam Cửa Việt rồi mắc cạn tại đây. Tổng trọng tải của tàu và hàng khoảng 28.000 tấn. Trên tàu có 20 thuyền viên gồm 8 người Trung Quốc và 12 người Việt Nam. Sau khi gặp sự cố, tàu Glory Future đã ký hợp đồng cứu hộ tàu với Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn và Trung tâm ứng phó sự cố tràn dầu khu vực miền Trung.